Vâng, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem video clip báo xe của công ty Ba Tư Phan. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì công ty Ba Tư Phan lại về một cái mẫu xe mà quý chị nhìn thấy được rằng đây là một chiếc xe i10 phân khúc hạng A, phiên bản đủ máy 1.2 và nó là phiên bản sedan. Chiếc xe này được sản xuất năm 2019 và mới chạy được có ra đường được có hơn một năm thôi. Và một dàn lốp theo xe, lốp sơ cua chưa hạ. Chiếc xe này thì quý chị có thể yên tâm về chất lượng bởi vì nó cái ốp đồ chuẩn của nó chỉ có hơn 2 vạn thôi, 2 vạn 2 thì phải, và được trang bị full đồ chơi. Vậy thì quý chị nào yêu thích màu xanh, một cái màu mà quý chị nhìn thấy trước mặt đây ạ, nó rất là đẹp và đặc biệt. Màu này là một cái màu trung tính, nam đi cũng được mà nữ đi cũng được. Màu này là một cái màu mà những cái người mà chạy xe gia đình thì rất là thích, bởi vì nó có một cái gì đấy nó rất là đẹp và rất là độc đáo. Cái dòng i10 phiên bản đủ và là bản sedan này nó thích hợp với quý anh chị chạy gia đình với những quãng đường xa, hoặc là những cái gia đình mà muốn vừa có dịch vụ vừa chạy gia đình và có thể kiếm thêm bằng nghề dịch vụ nữa cũng rất là tốt, bởi vì nó có cái cốp đằng sau, nó không bị ngắn và cộc như là cái i10 bản hatchback. Cái giá xuất xưởng của chiếc i10 này nó rơi khoảng tầm 460 triệu lăn bánh. Vậy thì cái chiếc i10 2019 này mới lăn bánh được có 2 vạn 2, có nghĩa là chưa hết rốt đa, thì nó đang được bán với cái mức giá tại công ty Ba Tư Phan đó là 345 triệu. Vâng, 345 triệu đó là giá chuẩn cho chiếc i10 này. Vậy thì cái chiếc i10 này quý chị sẽ quan sát thật kỹ xem nó có đáng để mua không, và cái giá trị của nó bây giờ nếu như quý chị mua tại Ba Tư Phan có nghĩa là chiếc xe đã qua sử dụng khoảng chưa đầy một năm và lên được rất nhiều những đồ chơi như trước mặt quý chị đây, mà nó lại rẻ hơn được cả 100 triệu đồng với một cái chiếc xe phân khúc hạng A, thì có xứng đáng không ạ? Vâng, có xứng đáng không ạ? Vậy thì bây giờ ta chỉ có quan sát thật là kỹ một lần để chốt một câu rằng là có xuống tiền được không, đúng không ạ? Đây, một chiếc xe mà đã được chủ nhân phụ phun đồ chơi sơn zin còn 100%, bốn lốp theo xe, lốp sơ cua chưa hạ. Đó là những cái thông tin chi tiết mà tin chắc rằng những người đang tìm hiểu về xe, những người đang muốn đầu tư xe thì quý chị sẽ thực sự là cảm thấy yên tâm nếu như em Dũng giới thiệu chi tiết chiếc xe này. Bây giờ cái sự khác biệt đó chính là cái option bên phía bên trong khi mà chủ nhân trang bị cho nó. Phiên bản đủ máy 1.2 thì quý chị biết rồi, nó được trang bị gương gập điện tự động và bốn kính chỉnh điện, một kính lái auto. Đó chính là những cái điều mà nó đã nhà sản xuất đã cung cấp cho chiếc xe rồi. Sau đó vô lăng thì là tích hợp các phím điều chỉnh âm thanh và điều chỉnh bài cũng như một số những cái phím chức năng khác. Hộp số thì là vẫn là hộp số 5 cấp, hộp số 5 cấp quý chị nhé. Và cái lớp da của cái nhà Hyundai của nhà sản xuất này trang bị cho chiếc xe i10 này nó rất là mỏng manh, vậy cho nên là người nào mồ hôi nhiều nó cũng có thể bị hơi chảy xước như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà cứ anh chị nhìn cái đường viền bên trong nó còn sáng và đẹp như thế này. Và quan trọng nhất đó là nhiều cái yếu tố mà quý anh chị nhìn đây ạ. Đây, đèn nổ start top nhá, bản đủ là có đèn nổ start top, điều hòa thì vẫn cơ. Đây quý anh chị nhìn này, chạy off đồ là 2 vạn 3, rất là ít luôn. Xe được trang bị màn hình cảm ứng Android 10 inch và hệ thống định vị toàn cầu, trang bị cam hành trình và đây là gương chống lóa theo xe. Một chiếc phân khúc hạng A mà nó được trang bị nhiều như thế này thì thực sự nó cũng rất đáng để mua. Mà những cái dòng này thì thực sự là lành, rất lành luôn. Quý chị chạy thêm 4-5 năm nữa cũng không phải sửa chữa gì. Vâng, nếu như quý chị nào muốn được bảo hành thì công ty Ba Tư Phan sẽ bảo hành cho quý chị về máy 4 năm nữa. Vâng, bởi vì nhà sản xuất cũng chỉ có thể bảo hành 3 đến 4 năm, nhưng riêng với Ba Tư Phan với những chiếc xe này nó chạy quá ít như thế này thì vẫn có thể bảo hành cho quý chị 4 năm với máy. Và một chiếc xe quá là ok. Và bản thân của chiếc xe này là ghế nỉ, nhưng chủ nhân cũng đã trang bị cho một cái bộ ghế
phối đen với lại màu phối màu đen với lại phối màu lông gà rất đẹp, và một cái phối màu rất đẹp. Trần thì vẫn là trần nỉ theo xe nguyên bản, rất là mới và không hề có cái vết nhàu ố gì cả. Đấy quý anh chị nhìn này. Đấy, tất cả những cái phím nhựa của xe đều đẹp cả. Đấy, thì đấy là những cái trang thiết bị. Chủ nhân còn trang bị lót sàn 3D. Và bộ lót sàn 3D này quý anh chị mua mới thì cũng đã tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rồi. Sau đó dán toàn bộ kính lái, kính trước, kính sau bằng kính chống nắng loại xịn Luma. Và nếu như quý anh chị đi dán thì nó rơi khoảng tầm 5 đến 6 triệu. Đó là những cái giá trị được tính bằng tiền mà khi quý anh chị mua mới quý anh chị phải chịu. Đấy ạ, quý anh chị nhìn tiếp này. Đây là thông số kỹ thuật của chiếc xe i10. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu ở mức đường thấp nhất chỉ có 4,6 lít thôi. Đây là những cái mức tiêu thụ mà của chiếc xe i10 phiên bản máy 1.2 mang lại cho người sử dụng. Đấy. Về phần form dáng của chiếc xe này thì thiết kế của chiếc i10 phân khúc hạng A không khác gì thiết kế của những chiếc Accent hoặc những chiếc Elantra phiên bản bây giờ. Đúng không ạ? Quý chị những cái viền đèn và những cái chi tiết đèn quý chị có thể nhìn thấy được. Về chất lượng của chiếc xe này thì không có gì để bàn nữa rồi. Bởi vì nó quá mới không khác gì một cái chiếc xe sản xuất năm 2020 đâu. Không khác gì một chiếc xe sản xuất 2020 đâu. Và chỉ thiếu mỗi cái hộp nữa thôi là nó là thành một chiếc xe mới rồi. Đấy quý chị nhìn này. Đấy chassis còn nguyên cả ấy này. Nguyên cả đây. Đây cốp điện này, cốp điện này. Bao zin cho quý chị, sơn zin 100% luôn. Chiếc xe này chưa hề có một cái va quẹt nhỏ nào cả để dẫn đến sơn cả. Đây, lốp sơ cua chưa hạ này. Lốp sơ cua chưa hạ còn nguyên vệt sơn này. Đấy, quý anh chị có thể thấy được rằng này, so với một chiếc xe mới thì chắc chắn rồi, nó không khác gì một chiếc xe mới đâu. Nguyên bản 100%. Thế bây giờ những cái điều đặc biệt nữa mà quý anh chị sẽ theo sát. Đây, quý anh chị nhìn. Một dàn lốp theo xe. Đây là lốp Kumo và sản xuất năm 2019. Đấy, 2019. Đấy, để quý anh chị thấy được nào. Đấy là một quả nhé. Em sẽ quay dần cả bốn quả để quý anh chị có thể nhìn. Đấy, full đồ chơi một chiếc xe phân khúc hạng A với tầm tiền chỉ 345 triệu. Thì đây thực sự là một cái sự lựa chọn phù hợp. Đây, lốp Kumo và cùng sản xuất năm 2019. Đây, cho các bạn cả bộ chú. Đấy, đây. Quý chị đã thấy là ưng chưa ạ? Vâng, ưng quá đúng không ạ? Với một chiếc xe mà mà nó lại còn được chất lượng nhiều như thế này. Cụm đèn pha này. Đấy, còn trong vắt. Và chiếc này thì được trang bị giải LED ban ngày nằm ở phía dưới này. Vâng, nằm ở phía dưới này. Cái thiết kế của cái phiên bản 2019 này cũng là thiết kế của chiếc 2020. Giống hệt nhau về thiết kế. Tất cả những cái chi tiết của chiếc xe này còn nguyên bản 100%. Đó chính là điều mà quý chị đã thừa hưởng khi mà quý chị mua một chiếc xe lướt. Quý chị sẽ bỏ túi 100 triệu so với mua một chiếc xe mới. Vâng, 100 triệu thực sự là một số tiền lớn so với số tiền tổng là 400 triệu đúng không ạ? Ai cũng thích mua xe mới, nhưng mua một chiếc xe lướt để tiết kiệm cho kinh tế gia đình và làm một việc khác thì đó chính là điều mà ta phải cân đối. Chính vì thế mới sinh ra thị trường xe cũ đúng không ạ? Vâng. Nhưng nó chắc chắn phải rẻ hơn chứ nó lại còn đắt hơn hoặc ngang bằng thì không quý chị nào mua đâu ạ. Đây, máy 1.2 quý chị nhé. Rất nhẹ, từng chi tiết một quý chị có thể nhìn để có thể khám phá ra sự đặc biệt cũng như là cái chất lượng của chiếc xe i10 này mà công ty 34 Fun đang chào bán. Vậy thì chiếc i10 này quý chị nào nam, nữ, già, trẻ đều có thể mua được. Bởi vì cái màu sơn này nó thực sự là màu sơn cá tính, trung tính. Vâng, nam nữ đi đều được. Một màu xanh, một màu xanh. Vâng, màu xanh này là một cái màu rất trung tính rồi. Quý chị đi đâu cũng có sự nổi bật. Cái dòng xe cỡ nhỏ ấy, thì càng màu độc đáo thì lại càng đẹp. Đó chính là những cái điều mà quý chị phải nắm bắt được cái tinh thần đúng không ạ? Càng màu độc càng đẹp. Màu đỏ đẹp, màu xanh đẹp. Còn lại những cái màu mà nó nhan nhản ngoài đường như là màu trắng hoặc là màu bạc đúng không ạ? Thì nó lại thường lắm. Ta đi gia đình thì ta đi xe này hợp lý. Với 345 triệu không mua được chiếc nào hợp lý như chiếc này đâu. Rẻ hơn 100 triệu so với xe mới.
nếu như cộng với các loại đồ chơi khác, đúng không ạ? Vậy quý chị hãy liên hệ với các anh em trong ekip công ty Ba Tư Phan để có thể chốt chiếc xe này mang về sử dụng mùa Tết này. Cảm ơn quý chị đã theo dõi.